nuôi tôm đã khó, xuất khẩu lại còn gặp khó khăn. Theo Vasep, Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 40% cho mặt hàng tôm từ Việt Nam trong quý 1 năm 2023, nhưng lại tăng 34% lượng tôm nhập khẩu từ các nước khác, nổi bật là Ecuador. Lý do là vì giá nguyên liệu thấp, tỷ lệ nuôi thành công cao hơn Việt Nam, nên có ưu thế về cạnh tranh giá cả lẫn chất lượng. Ngoài ra, mùa nuôi năm nay khá quan ngại khi rớt giá cao hơn so với mọi năm, làm ảnh hưởng lớn đến người nuôi, thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.